Khép lại hôn nhân với Hương Trần, Việt Anh bất ngờ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ vào đầu tháng 7 năm 2019. Vốn sở hữu dung mạo điển trai nam tính, nên việc Việt Anh quyết tâm trùng tu nhan sắc khiến cho người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Anh đã sở hữu gương mặt mới được gần 2 tháng. Tuy nhiên, dung mạo của Việt Anh vẫn chưa thực sự hoàn hảo khi hình ảnh mới đây nhất của anh lại gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, trong bức ảnh chụp cùng hai người chị, Việt Anh để lộ mặt tiền kém thon gọn và nam tính, xuống sắc trầm trọng. Ngắm hình ảnh của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng lại phải bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc của nam thần nguyên bản một thời. Chưa kể, một số ý kiến khẳng định trông Việt Anh không khác nào anh em song sinh với Lương Bằng Quang, một ngôi sao từng bị công chúng nhận xét phẫu thuật thẩm mỹ lỗi. Được biết, trong lần sang Hàn Quốc vừa rồi, Việt Anh đã thay đổi một số bộ phận trên gương mặt như là mũi, nọng cằm và cằm. Thế nhưng hình ảnh mới của nam diễn viên thật khiến cho nhiều người phải lo lắng.